chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ của đất trời, của thửa ruộng bậc thang hay những vườn hoa mơ mận trắng xóa, những đồi chè xanh bạt ngàn, mà chánh phá giữa núi rừng là những bản làng cùng sự độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Đông Sang là một xã nằm ở trung tâm của thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, với cảnh sắc thiên nhiên phong phú, khí hậu mát mẻ, cùng với đó là những nét văn hóa dân tộc đặc sắc của người đồng bào Thái đã và đang là điểm thu hút khách du lịch khi đến Đông Sang. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Quyến rũ Việt Nam. Quý vị đã có kế hoạch gì cho chuyến du lịch cuối tuần của mình chưa ạ? Nếu chưa, chương trình Quyến rũ Việt Nam xin được giới thiệu đến quý vị một địa điểm được mệnh danh là Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Tây Bắc. Rừng thông Bản Án là một điểm du lịch sinh thái nổi tiếng thuộc xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ngày nay đang thu hút nhiều du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình cùng với những rừng thông xanh mướt. Nhờ vào khí hậu mát mẻ quanh năm và phong cảnh hữu tình nên đây được ví như là Đà Lạt thu nhỏ của Tây Bắc. Với hồ nước tự nhiên rộng khoảng 5 hectare, tạo nên một bức tranh sơn thủy hài hòa giữa núi rừng Đông Sang. Khi mà đặt chân đến rừng thông Bản Án thì ấn tượng đầu tiên của tôi anh là như lạc giữa Đà Lạt. Đúng rồi, thì rừng thông Bản Án nó cũng được ví như là Đà Lạt thứ hai, Đà Lạt thu nhỏ ở vùng Tây Bắc. Ở đây thì rộng tầm khoảng bao nhiêu anh ạ? Ở đây rộng khoảng 52 hectare. Rừng thông này thì hiện tại là trên 80 năm. Không khí trong lành, dịu mát khác biệt hoàn toàn so với nhịp sống xô bồ nơi phố thị. Đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến đây. Ngoài farm ra thì chúng ta còn có cái gì nữa? Khu chùa Tâm Linh. Chủ yếu là để cho khách tham quan tới có điểm du lịch tâm linh. Nằm giữa khung cảnh tĩnh lặng của rừng thông Bản Án, chùa Phượng Hoàng là nơi mà chúng ta có thể tìm thấy sự bình yên và thanh thản. Với kiến trúc hài hòa giữa nét hiện đại và truyền thống, ngôi chùa nổi bật với những mái chùa uốn cong duyên dáng, hòa quyện cùng thiên nhiên xanh mát của vùng núi Đông Sang đã giúp con người như được kết nối với thiên nhiên và tâm hồn. Không chỉ thu hút du khách nhờ du lịch tâm linh và thiên nhiên thơ mộng, mà rừng thông còn mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị. Em có thể đi cùng anh được không? Ok, let's set. Yeah. 1, 2, 3, let's go. Nắng vậy. Đạp xe xuyên qua những con đường mòn trải dài giữa rừng thông bạt ngàn, chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn không gian yên bình và lắng nghe những âm thanh rì rào của gió, hòa quyện với tiếng chim hót líu lo sẽ khiến cho mọi giác quan như được đánh thức. Và với chúng tôi, đây có lẽ là một điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng, lắng nghe thiên nhiên để thấu hiểu chính mình. Ngoài rừng thông thì những ngôi nhà sàn cũng sẽ khiến chúng ta muốn tìm hiểu bởi nét văn hóa độc đáo thú vị, vừa mang phong cách kiến trúc riêng, vừa thể hiện đời sống tín ngưỡng tâm linh của người đồng bào Thái. Nhà sàn của người Thái là một nét đặc trưng trong kiến trúc và văn hóa truyền thống của dân tộc Thái ở miền núi Tây Bắc Việt Nam. Đây không chỉ là nơi sinh sống mà còn là biểu tượng của lối sống, tín ngưỡng và sự gắn kết chặt chẽ giữa con người với thiên nhiên, giữa thế hệ trước và thế hệ sau của người Thái. Con thấy những ngôi nhà sàn Thái rất là ấn tượng. Vậy thì phần chính của ngôi nhà là gì và làm bằng chất liệu gì ạ? Phần chính của nhà sàn là ở phần trên là người ở, mình để sử dụng, ngủ nghỉ. Ở phần dưới là người ta để đồ các thứ hoặc là để những cái gì không cần thiết thì mình sẽ để ở tầng dưới. Đặt cối giá gạo này, họ cho châu bò ở tầng dưới ngày xưa ấy, nhưng mà bây giờ thì không còn có đâu. Bây giờ là tầng trên, tầng dưới vẫn ở hết. Đấy là tận dụng. Vật liệu chính là phải lấy từ gỗ, không phải là cây tre. Các cụ ngày xưa họ chọn rất là kỹ càng phần gỗ, như mùa hè là sẽ không chặt gỗ về làm nhà. Người Thái
có truyền thống xây dựng nhà sàn với nhiều đặc điểm đặc trưng về kiến trúc và phong thủy, trong đó hướng nhà là một yếu tố rất quan trọng. Hướng nhà sàn của người Thái thường được chọn dựa trên các yếu tố tự nhiên và tín ngưỡng, mang lại sự hòa hợp với môi trường và sự bình an cho gia đình. Bởi vậy, nhà của người Thái thường hướng về phía núi hoặc dòng sông, suối để lấy được sinh khí và sự mát lành từ thiên nhiên. Bên cạnh đó, việc dựng nhà trên cao giúp người Thái tránh lũ lụt, thú rừng và bảo vệ lương thực khỏi bị ẩm mốc. Vật liệu chính của ngôi nhà được dùng chủ yếu là gỗ nhằm đảm bảo tính bền vững, đồng thời dễ dàng thích nghi với khí hậu nóng ẩm của vùng núi, giúp cho ngôi nhà được thoáng mát vào mùa hè, giữ ấm vào mùa đông. Cháu thấy thì ngày xưa thì mái nhà được làm bằng lá tranh, lá cọ, nhưng mà ngày nay thì thay hoàn toàn bằng ngói. Vì sao vậy ạ? Ngày xưa thì đúng là các cụ thì nhà tranh vách nứa, mùa khô hanh, nắng gió thì đi làm thì không yên tâm. Các con, các cháu ở nhà thì sợ bị cháy. Thì sau này là phát triển, họ bán ngói này, xong là các cụ mới tìm hiểu thì làm như thế thì nó sẽ không bị cháy. Thì người ta mới thay đổi, tránh hỏa hoạn, cháy. Thì nhà này hoặc nhà kia là ai cũng cố gắng cùng nhau phát triển. Dạ, con cảm ơn cô với những chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Sự thay đổi từ lợp lá cò, lá tranh sang lợp ngói đã phản ánh quá trình phát triển của người Thái ở Đông Sang. Và ngói không chỉ mang đến vẻ đẹp hiện đại, bền vững, mà còn giúp cho ngôi nhà trông chắc chắn, khang trang hơn. Không những thế, người Thái luôn tin rằng nhà sàn là nơi ở của các thế hệ, và từng cột gỗ, họa tiết hoa văn đều mang trong đó hơi thở và dấu ấn của tổ tiên. Đến với bản làng Đông Sang, bên cạnh những ngôi nhà sàn vẫn còn đó những nét đẹp của nghề thủ công thêu dệt truyền thống của đồng bào nơi đây. Các sản phẩm dệt thổ cẩm của người Thái không chỉ có giá trị sử dụng trong đời sống hàng ngày, mà còn mang đậm tính nghệ thuật, phản ánh bản sắc dân tộc, tín ngưỡng và tập quán của họ. Người Thái thường sử dụng sợi bông, sợi lanh và lụa để thêu dệt các sản phẩm thủ công, và khung dùng để dệt là khung cưỡi. Các sản phẩm thổ cẩm thường là váy, áo, khăn quàng, chăn, màn, túi xách và trang phục truyền thống. Màu sắc của các sản phẩm thường phản ánh sự tươi sáng, hài hòa với thiên nhiên, thể hiện đời sống của họ luôn gắn bó với núi rừng. Cô ơi, cô đang làm gì vậy cô? Cô theo con thiêu. Vâng ạ. Lúc nhỏ thì con có nghe cái bài là chiếc khăn thiêu, rất là thích bài này. Nhưng mà lần đầu tiên mới tận mắt được thấy là chiếc khăn thiêu được làm như thế nào. Chiếc khăn thiêu này thì được làm bằng chất liệu gì ạ? Nền tơ tằm cháu ạ. Đối với phụ nữ Thái, kỹ năng thêu và dệt là một phần quan trọng trong cuộc sống. Việc thêu dệt không chỉ là công việc hàng ngày, mà còn là cách để thể hiện sự khéo léo của người con gái. Và một cô gái Thái thường phải biết thêu, dệt giỏi trước khi lập gia đình. Hồi xưa là không ai không biết thêu cái này, thì bảo là con gái lười, không chăm làm. Phải thêu được cái khăn này mới con gái ngon. Để mà thêu một chiếc khăn thiêu này hoàn chỉnh thì cần khoảng bao nhiêu ngày ạ? Cần được 3 tuần rồi cháu. Khăn thiêu là một trong những sản phẩm thêu tay nổi tiếng của người Thái. Khăn thường được thêu hoa văn tinh xảo hay đầu bằng chỉ màu, dùng để quàng cổ hoặc đội đầu. Khăn thiêu không chỉ là vật dụng trang trí, mà còn mang ý nghĩa văn hóa tâm linh và thường được tặng trong các dịp lễ Tết, cưới xin. Như thế này là đã gần xong chưa ạ? Xong rồi cháu ạ. Thưa quý vị, để có thể hoàn thành một chiếc khăn thiêu sặc sỡ tinh xảo như thế này thì người con gái Thái cần phải một tháng làm nhanh nhất. Và chiếc khăn thiêu này không chỉ là một phụ kiện mà còn thể hiện sự tài năng cũng như là khéo léo của người phụ nữ Thái. Bây giờ cô sẽ đổi cho cháu xem. Wow, đẹp quá cô ha. Quý vị, trong chương trình Quyến rũ Việt Nam kỳ này, Tu Anh rất là may mắn khi được một gia đình người đồng bào Thái chiêu đãi cho Tu Anh một món đặc sản ở vùng Tây Bắc này. Dạ, em chào anh chị ạ. Chào em. Mình đang chuẩn bị món gì chị ha? Biết là các em đến đây như này, anh chị quyết định làm một cái món rất là đặc biệt của đồng bào dân tộc Thái ở đây để chiêu đãi các em. Đó chưa? Thịt băm gói lá nướng. Nghe thôi đã thấy rất là hấp dẫn rồi.
Tất cả nguyên liệu ở đây là bọn chị dùng từ cây nhà lá vườn hết, từ thiên nhiên. Và đặc biệt là món thịt này nhé, mình sẽ phải lấy từ thịt của đồng bào dân tộc Thái ở đây cung cấp đấy cho nhau, để mình làm sao mà vừa ngon này, vừa đảm bảo về chế độ an toàn thực phẩm. Khi mà chọn thịt thì mình có phải chọn những loại thịt như thế nào để mà có thể có được một cái món ngon nhất ạ? Để mà có cái món thịt nó ngon, vừa có cái độ ngậy, vừa có cái độ nạc thì mình sẽ phải chọn thịt dai. Mình về mình bỏ bì đi, xong bắt đầu mình băm thật nhuyễn. Để giúp cho người ăn không bị ngán, thịt băm sau khi nhào rộ sẽ được trộn thêm nhiều rau thơm như hành, thì là, ngò tàu và một ít gia vị. Một trong các bí quyết để chế biến món ăn của người Thái đó chính là rất ít dùng dầu mỡ. Họ chỉ chú trọng tới việc phối trộn, tẩm ướp gia vị một cách hài hòa. Hình như là món gì của người đồng bào mình cũng phải có mắt khén đúng không chị? Em. Nó chính là một cái gia vị đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái đây. Chúng ta bắt đầu nêm gia vị để cho nó thơm thịt, gồm mắm muối mì chính, đường vừa phải, vừa miệng. Gói lá cũng chính là phương pháp chú trọng đến sức khỏe con người. Họ thường dùng lá dong hoặc lá chuối để gói. Mục đích của việc gói là không chỉ làm giảm độ dai của thịt mà còn làm tăng mùi thơm của thịt và hương vị của lá gói, đồng thời giữ cho vị ngon của thịt không bị mất đi. Anh rất là khéo tay ạ. Em thấy hình như đây là một cái hình vuông, vậy thì có ý nghĩa gì hay là mình chỉ tạo hình như vậy thôi ạ? Thứ nhất có hình vuông là dễ. Thứ hai là nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, hình vuông nó tượng trưng cho đất và nó có cái bốn hướng. Đông Tây Nam Bắc nó tạo ra một cái hội tụ, nó tạo nên một cái sự gì đoàn kết đùm bọc ở đây á. Dạ, rất là ý nghĩa. Kỹ thuật gói đòi hỏi sự khéo léo và chính xác. Phần thịt băm phải được đặt gọn gàng vào giữa lá, sau đó cắt gọn lá sao cho không bị bung khi nướng. Trong văn hóa Thái, các món ăn được gói trong lá và nướng trên bếp lửa không chỉ là biểu tượng của sự bảo vệ mà còn mang ý nghĩa cầu mong cho sự may mắn, an lành và ấm no cho gia đình. Còn hơi ấm từ lửa tượng trưng cho sự đoàn kết, tình thân ái và sự sum vầy. Như này chắc là chín rồi chị ha. Rồi em sẽ nâng lên chị xem. Nó không còn nhỏ nữa, nó chín này. À, bây giờ chúng ta sẽ bóc ra. Em rất là tò mò xem thử là bên trong như thế nào. Wow. Vàng thật luôn nè. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Món thịt băm gói lá nướng không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là biểu tượng của văn hóa và lối sống của người Thái. Sự kết hợp giữa thịt và rau tạo nên hương vị tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng đã làm nên sự đặc biệt cho món ăn. Và chúng tôi tin rằng bất cứ ai khi thưởng thức món ăn này sẽ nhớ mãi không quên. Nó rất là ngon luôn. Thưa quý vị, vị rất là vừa. Thịt được lá bao bọc bên ngoài nên khi bóc ra thì thịt vẫn còn nóng hổi, vừa mềm vừa ngọt. Và đặc biệt hơn nữa là mùi hương của lá rừng hoa quyện cùng với mùi gia vị và mùi thịt tạo nên một hương thơm vô cùng mời gọi. Khép lại hành trình khám phá Đông Sơn, Mộc Châu, những nét văn hóa độc đáo và đời sống bình dị của đồng bào dân tộc nơi đây đã để lại trong lòng chúng tôi những ấn tượng không thể nào quên. Từ những bản làng nhỏ bé ẩn mình dưới tán rừng, những nếp nhà sàn truyền thống cho đến những giá trị văn hóa địa phương, tất cả tạo nên một Đông Sơn với bức tranh văn hóa đa dạng và đầy màu sắc.